Đạp gió 2023, Chibo bị đạo diễn gây khó dễ cho bài học nhớ đời, Ngô Thiển được thiên vị. Trước đây, cư dân mạng sử chung từng đơn loan tin đồn với Ngô Thiển, đồng đội cũ của Chibo, và theo những gì được giới thiệu trong trailer tập sau của Đạp gió, thì có lẽ nào tin đồn thành sự thật. Ngô Thiển đã thành viên chung nhóm với Chibo trong vòng công diễn đầu tiên với bài Si Tình. Từ trước khi Đạp gió 2023 bắt đầu, Ngô Thiển đã được nhiều khán giả yêu quý ủng hộ vì thương cảm một nữ diễn viên từng có tính cách sôi nổi, sự nghiệp tươi sáng bỗng rơi vào cảnh tên tuổi đột dốc trở nên nhút nhát, tự ti sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Quả thực Ngô Thiển luôn lo lắng căng thẳng trước mỗi tiết mục. Cô thường băn khoăn hỏi các thí sinh khác về chuyện mình hát lạc nhịp, mình trình diễn không tốt thì sao. Và cách đây không lâu trên mạng có tin đồn Ngô Thiển chủ động bỏ cuộc, xin rút khỏi Đạp gió 2023. Những tưởng đây chỉ là tin vô căn cứ thì trong trailer tập mới nhất phát sóng, khi MV công bố thứ hạng thí sinh trong vòng câu diễn thứ hai, thì Ngô Thiển lại phát biểu rằng: "Ở cùng mọi người là ký ức rất khó quên, tôi không xứng ở sân khấu này." Chi tiết này làm khán giả lo lắng, e rằng chuyện Ngô Thiển rời đi sớm là sự thật. Có thể Ngô Thiển quyết định như vậy vì chịu nhiều áp lực, khi một bộ phận khán giả Trung Quốc cho rằng cô không xứng đáng được đi tiếp. Ngô Thiển chưa chứng tỏ được cô đang tiến bộ dần sau vòng thi, vẫn cứ nhút nhát e dè giữa các thí sinh đầy sôi nổi. Do đó mà cô chìm dần so với nhiều người khác, nhưng Ngô Thiển vẫn đi tiếp vào vòng trong. Chính vì thế mà một CNET bình luận rằng Ngô Thiển chưa bị loại là vì được đội trưởng quý mến ưu ái chứ không phải dựa vào thực lực. Như vậy nghĩa là có người khác tài năng hơn Ngô Thiển đã phải rời khỏi chương trình. Rất có thể Ngô Thiển đã đọc được những bình luận chỉ trích, lại thêm sự lo lắng căng thẳng từ đầu chương trình khiến cho cô ngày càng bị áp lực nên muốn rút lui. Muốn biết quyết định của Ngô Thiển thế nào, cô có rời Đạp gió 2023 hay không thì phải chờ tập mới nhất. Ở một diễn biến khác, sau hàng loạt sự cố sau hậu trường, Chibo và ekip đã rút ra bài học quý giá. Cụ thể, Stanis Hoàng Cô mới đây vừa hé lộ loạt trang phục mà Chibo đã mặc. Ở những tập trước, Chibo không có màn chụp hình khi thử đồ mà cứ đến thẳng trường quay, nhưng chẳng ngờ có nhiều set đồ đẹp mà không được nên hình khiến Chibo cùng ekip rất tiếc nuối. Chính vì thế mọi người đã rút kinh nghiệm bằng cách trước mỗi lần đi ghi hình, ekip sẽ chụp ảnh Chibo chuẩn bị đồ để còn lưu lại. Thường thì nhà sản xuất chỉ thông báo trước lịch quay có nửa ngày, nhưng sáng hôm sau quay thì chiều hôm trước mới báo, nên Chibo không có nhiều thời gian chuẩn bị trang phục. Ngoài bộ chính thức mặc trên người, nữ ca sĩ thường mang theo 2 hay 3 bộ dự phòng. Nhưng cũng có lần toàn bộ đồ Chibo mang đến trường quay đều không được đạo diễn gật đầu, nên cô phải mượn tạm áo thun của Stanis Hoàng Cô và mặc tạm quần của Ella để kịp ghi hình. Theo như Stanis Hoàng Cô tiết lộ thì toàn bộ trang phục Chibo tự chuẩn bị trong những tập của Đạp gió 2023 đến từ các thương hiệu của Việt Nam. Nhưng dưới tài phối đồ của Hoàng Cô cũng như vóc dáng ổn áp của Chibo thì set đồ nào cũng rất thời thượng. Có thể thấy Chibo đều diện đồ màu trơn không họa tiết trong suốt chương trình, thậm chí nữ ca sĩ còn ưu tiên cho tông màu trầm đen, xanh tím than, nhưng vẫn rất nổi bật nhờ trang phục đơn giản, khoe khéo làn da trắng hay vòng eo thon.